cho tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vị Miền Quê. Cũng lâu rồi Thi chưa có ra clip, vì gia đình Thi có một số công việc nên Thi chưa có làm clip được. Các bạn cũng thông cảm nha. Thi định đợt này tranh thủ về để quay cắt lúa, bắt chuột. Mà Thi về không kịp nên lúa thì mọi người cũng đã cắt xong rồi. Chuột thì bị cậu Bảy tóm gọn hết rồi. Còn công đoạn kế tiếp là Thi sẽ hồ biến chuột sống thành chuột chín. Hay ghê chưa? Này là mấy con chuột của mấy cậu của mình bắt. Cắt lúa cái nó chạy ra cái mấy cậu mình mừng canh rồi bắt. Mấy tụi mình ở trên Sài Gòn về chưa có về không kịp nên mấy cậu bắt để lại chừa cho tụi mình quay. Giờ mình khứa ra mình nốt thôi mấy sao? Cho nó thấp. Khứa. Mấy đứa về trễ quá người ta cắt lúa hết trơn rồi. Còn mà cậu Bảy bắt nhiều quá không? Nhiều. Cái này là cậu Bảy với Út Quấn với mọi người bắt không? Nhiều quá không? Chuột đồng ăn ngon lắm nha mấy bạn. Hôm qua có chim nữa. Định đợi về có dịp nên quay. Mà tụi tôi mất đi học. Chờ được. Cắt lúa thì đâu có chờ được. Cắt hết trơn giờ ra ngoài là đồng không ông Quỳnh. Lúc ra nhìn cánh đồng cắt lúa xong. Rồi ướp. Chuẩn bị ướp và nước. Chuẩn bị ướp mấy bạn ơi. Bây giờ mình ướp chuột. Cho bột ngọt. Miếng đường đi cho miếng bạn. Đường. Miếng hạt nêm. Ngủ dây hương hay sao? Ngủ dây hương nó mít hơn. Xong rồi xả với ớt. Có không? Rồi mình trộn đều lên để khoảng bao nhiêu sao? 5 phút à? Thôi, chắc khoảng tiếng chứ 15 phút á. Tiếng nó chưa có thấm đâu. Khoảng 1 tiếng. Đây 1 tiếng đồng hồ nha mấy bạn. Thì mình hơi gấp á thì nửa tiếng. Dạ điện thì. Dạ. Rồi bây giờ mình để đây cho nó thấm rồi mình đi nướng nha. Thịt chuột nướng. Chào tất cả các bạn. Cái hố này lâu quá thì tôi không nướng. Nó đã bị lắc luôn rồi. Tôi phải đào lại để nướng. Tôi quay cái giá luôn. Ồ, dạ thật luôn, ngon quá.
không ngon không lấy tiền. Ừ, hello. Đó, phải đi, hồi đó mày mua là tao hướng nghiệp cho mày mua cái này. Ai mày đó. Một hồi sáu vô sẽ hỏi đâu mất, còn tao cũng biết đường trả lời. Cái này ngon quá. Cái này không ngon quá. Con về đường tiếng người ta. Trời lâu dữ vậy. Tắt mưa. Con thấy mưa quá trời cũng bỏ chạy về luôn. Các bạn ơi, mình tự nướng, mình tự ăn mệt mỏi lắm. Mình tự nhúng lửa sớm giờ trời ơi mà hôi lộn. Út mình khỏe không Út? Nói vậy mà không ngủ miệng luôn. Cái miệng nó không ngượng. Đây nè, cái vỏ này con đào lên nè, rồi con phát qua cái vỏ này thấy không? Sai luôn. Ờ đúng rồi. Cái đó là hình như quay lần này là không biết lần thứ bao nhiêu rồi. Hồi sớm cát nó lấp nè, không? Con đào lên nè, mới giá đào lên khổ. Con nhúng lửa cái tiếng đồng hồ. Cái công của nó mần chuột nè, đào lẩu nướng nè. Ha, hồi nãy đi cút chuột nữa mà. Nhặt từng cọng lông luôn. Lông chuột. Ừ, lông chuột. Lên. Dễ. Lên đâu? Ngoài hả? Có hai đứa ăn dụng kìa, nướng xong rồi chưa gì trơn, đứng cả chặn đường, chặn đường bốc kìa mà 70 quân vô mà chặn đường ăn để nó qua cái cánh cổng đó, nó hết vừa cánh cổng đó là đã khép lại là ngồi đó hết. Sáu thùng đi, từ từ vô đi. Thôi đứng lại đi, đi vô dọn hết để con ăn xíu. Mở bảy cho nó ăn chút đi, công kỹ nó nãy giờ nó nướng ngon quá. Vừa ăn quá ha, vừa ăn mỗi một chấm. Mày nói mãi con cũng ăn một hai con rồi đó. Tao đào chuột rồi mày. Ăn buồn vô tới nhà hết rồi, ăn về dài đường hết rồi. Là nó chặn nó không cho mày bảy đem vô luôn quý ơi. Hỏi mấy ổng kêu nè. Đi ăn cái đồ luôn. Ăn liều liều. Hôm nay là không có ăn ngồi giống như bình thường nữa, mà hôm nay là ăn đứng luôn. Gấp dữ vậy. Không có, nghe mùi chịu nổi vô tới chỗ. Trời ơi, nướng bưng vô chưa tới nhà nó chặn rồi. Ăn thấy thèm luôn. Ăn rút rồi cho mà bảy bưng vô, để mà bảy đứng hoài. Không sẽ ăn với tụi mình được. Nhưng mà đứng nãy giờ cái cũng nuốt nước phí rồi. Thôi, chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt đi, để vô chồng con ăn. Đừng hỏi vô, anh bưng vô trong hết luôn á. Tại vì mà bảy đứng đây không được. Thôi Vi, Vi, chạy Vi. Đừng ăn quá Vi. Thôi. Thơm quá. Trời ơi, còn gì nữa đâu là chuột. Trời ơi. Có người đi đòi rồi. Ứng ơi, bưng tới đây nó chặn đường, nó ăn hết rồi Ứng ơi. Có người đi đòi chuột rồi mấy bạn ơi. Thôi, chào đi cho mấy ổng nhậu. Thôi, để cho mấy gọi để cho này luôn, khỏi đâm lên nghe. À, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Chào các bạn. Chào các bạn. Tin bụng ngày mà. Xin chào. Tin bụng ngày TV. Đúng rồi. Sớm em mới làm chụp bạch thì mang nữ gì rồi. Không sao. Không sao. Hôm nay chị
dạ. Đúng rồi, cái đó là... Rồi chưa? Rồi nhảy đi, nhảy đi. Không, thử rồi. Cái này là tinh bột nghệ, nó khác với bột nghệ nha. Không, cái này tinh bột nghệ. Cái này rất là tiện lợi nha mọi người. Mình chỉ cần mua một nhưng mà mình lời được 2-3 loại dưỡng. Thứ là công dụng ăn chữa bệnh. Thứ hai là muốn đủ khác. Mình để dùng sáng mới thử rồi. Đúng rồi. Đó, thấy da mặt của nó mịn không? Đó, nó nhờ nó uống bột nghệ đó, tinh bột nghệ. Hai đứa này kia nên nhà.